Chiều ngày 15 tháng 4, Sở Y tế tỉnh Tây Ninh tổ chức lễ công bố quyết định về công tác cán bộ tại Trung tâm Y tế thị xã Hòa Thành, đến dự có ông Trương Văn Hùng, Giám đốc Sở Y tế, ông Trần Văn Khải, Tỉnh ủy viên, Bí thư thị ủy Hòa Thành. Giám đốc Sở Y tế tỉnh Tây Ninh Trương Văn Hùng trao quyết định tiếp nhận ông Nguyễn Văn Năng, Thị ủy viên, Bí thư Đảng ủy phường Long Thành Bắc vào làm viên chức tại Trung tâm Y tế thị xã Hòa Thành và bổ nhiệm giữ chức giám đốc kể từ ngày 15 tháng 4 năm 2024 phát biểu giao nhiệm vụ ông trương văn hùng chúc mừng ông nguyễn văn năng được bổ nhiệm chức vụ mới và mong muốn ông năng phát huy năng lực kinh nghiệm tâm huyết để có nhiều đóng góp cho sự nghiệp phát triển của ngành y tế từng bước xây dựng trung tâm y tế thị xã trở thành đơn vị vững mạnh hoàn thành tốt công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân